Nói nhanh lên. Đúng là chồng chị mới gọi điện về. Vậy hà rồi nó đã nói cái gì? Có tình tích của Sadie rồi đúng không? Mau nói cho tôi biết đi. Giấu gì đây? Anh đừng đi cô. Mau đứng lại đó. Xin chào, thần linh ban phước. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói về chủ đề là cô dâu 8 tuổi. Thì cái chuyện mà cưới vợ, gả chồng sớm lúc mà 8 tuổi thì mình không bàn tới. Mà mình bàn tới của chúng ta chính là slow motion, tức là hiệu ứng chậm ha. Lý do tại sao mà khi nhắc đến cô dâu 8 tuổi chúng ta sẽ nhắc đến slow motion? Lý do là phim của chúng ta hiện tại là trên mạng á, cho chúng ta biết là đến 2000 tập phim và sắp tới sẽ có một nhóm này sẽ làm một cái tiêu phẩm là mang tên là cô dâu 1800 tuổi. Nghĩa là bộ phim quá dài đi. Và thật sự sao các bạn biết không? Thì khi mà bộ phim dài như vậy á thì tình huống nó cũng không có nhiều. Nhưng mà khi mà tình huống có bất kỳ tình huống nhỏ lớn gì đó thì trong phim đều dùng hiệu ứng slow motion. Một trường hợp nhỏ thôi thì đoàn phim sẽ chiếu trận mặt từng diễn viên từ chính đến phụ luôn, ngay cả diễn phụ vẫn được chiếu rất là kỹ và có hiệu ứng slow motion chậm từ 3 đến 5 giây và có khi chiếu đi chiếu lại rất là nhiều lần trong một tình huống đó. Thì khi xem chúng ta cũng cảm nhận được à đây là một tình huống gay cấn mà khiến chúng ta ngao ngán một chỗ là chiếu mặt từng diễn viên quá lâu. Thì thay vì 2 ngày tập phim mà chúng ta chiếu bình thường thì khoảng 500 tập thôi, thì do slow motion nhiều quá. Nhiều khi có một tình huống đưa ra thôi mà 3-4 tập phim mới xong một cái tình huống đó. Thì trong bộ phim này chúng ta áp dụng slow motion quá.